Zena búp cực căng, tăng vị thương mại hay là bị trở thành top 1 đấu sĩ cùng TNG chém gió ngay. Thời gian qua Zena đấu sĩ được bộ phận cân bằng tướng quan tâm nhất và anh em mong rằng Zena có thể mạnh lâu dài chứ không phải là búp Uber để bán skin như nhiều anh em nhận định. Và để giúp anh em cảm nhận khách quan nhất, TNG đã test kỹ càng vị tướng này. Đầu tiên là lượng máu được búp thêm một chút, Zena khá mạnh ở đoạn đầu game, tự tin lao vào và combo bắt chủ lực kẻ địch hơn. Cảm giác chơi băng xả lao vào giao tranh trâu hơn khi đổi sang dạng nguyệt đao vì tăng miếng thương lên 40% khá ổn mà. Nhờ đầu game khỏe nên Zena tự tin trao đổi kỹ năng mà lại không sợ bị gank quá nhiều. Anh em có thể sẵn sàng vào rừng kẻ địch gây áp lực tốt vì giờ trâu hơn rồi anh em, mạnh hơn rồi, dễ gì bị hạ gục như trước. Tất nhiên ở tầm giữa ở cuối game, anh em vẫn cần những trang bị như là Huyền Linh Choi hay là Thương Khung Kiếm để tăng khả năng băng xả nhá. Anh em nghĩ sao về cú chỉnh sửa này của Zena? Đã trải nghiệm chưa? Bình luận chia sẻ cùng TNG ngay nhá. Ad có tài khoản nào trên 400 trang phục không? 400 hay là 500? Shop đều có để phục vụ cho anh em. Đặc biệt giảm 10% khi bạn nhập mã trung thu. 10% không hề ít nhá. Mudat Zenitsu, Lao Đeo Vệ Thần, Lôi Quang Sứ, Link Shop và link nhân viên hỗ trợ TNG để ở phần bình luận ghim để phục vụ anh em. Feedback quá trời luôn anh em nhỏ. Công nhận là có skin một cái gì cũng tiện cả. Đừng hỏi vì sao mà Guido mãi không được tăng sức mạnh các bạn nhá. Có skin đâu mà đòi tăng với trả chỉnh sửa, đúng không nào? Và góc trái, cái lối trang bị TNG sử dụng trong trận đấu này. Đây sẽ là một trận đấu chắc chắn là bùng nổ rồi. Bởi vì sao? Coi team của TNG có gì đi. Iggy, Grak, Pain và Zena. Chắc chắn rồi, băng xả cứ gọi là tuyệt vời. Radar của một kẻ trời sát thủ đã cho TNG nhắm tới Etrit. Cấp độ 2 có gì đâu mà chơi anh em. Cứ tới thấp máu là các bạn cứ bánh thôi. Cái con Wonder ấy thì còn có một chút để mà chơi với mình. Chứ còn mấy cái vị tướng khác nha, đúng kiểu là dọn mâm sắn luôn. Cứ thế mà chén luôn. Hôm nào sơ nick cho mọi người coi đi Ad ơi. Ui, cần gì phải đợi hôm nào, sâu luôn 4 cái nick hay quay clip cho anh em nào. Đúng không ạ? TNG thì có một cái đặc điểm đó chính là ít skin thôi, chủ yếu là tướng. Lý do thì đương nhiên là có. TNG có thể trả lời lý do đó chính là vì mình làm content toàn vì tướng thôi, toàn vì sức mạnh tướng thôi, nên trang phục nó chỉ là một phần nhỏ, nó không quyết định điều gì cả. Quan trọng là mình chém gió với nhau đúng không ạ? Nghe cho nó sướng tay, rồi là gửi tới cho anh em những thay đổi sức mạnh tướng thôi. Trang phục nó có tăng sức mạnh gì đâu, nó có sơn súng gì đâu. Đấy chỉ là ngụy biện anh em ạ, nói thẳng luôn là tôi có tiền đâu mà nạp lắm thế đúng không? Trang phục thì đắt, cứ trang phục nào toàn 1, 2, 3 củ thì ai mà chơi được, đúng không? Giờ view thì lại đẹp, chủ yếu là tham gia, chơi game để mà theo đam mê và hưởng ứng cùng anh em thôi. May mà có anh em ủng hộ shop đấy, không là cũng hơi căng các bạn nhá. Hơi khó bắt cái thằng Wonder này một chút. Ôi, nó định chơi mình thật kìa các bạn ơi. Nhưng mà mình sử dụng cái dạng nguyệt đao ấy, sợ gì khống chế đâu. Ôi lại ngay, không muốn xanh cứ tặng Lily nó cứ đâm đầu vào mình. Làm sao hả anh em, là sao hả trời? Pha đấy là hốt đấy anh em ạ, pha đấy cũng hốt đấy, kiểu là thằng Wonder nó bật lại đúng không? Lại thằng Lily nó ở cạnh, ui, mình sợ bị quả 2-1 nhưng ai dè anh Lily yếu quá. Meta này mua Richter là Tachi mọi người ơi, chắc chắn 100% mọi người sẽ nói là Richter, không cần phải lan tan nhiều nhá. Chơi Richter đi, cầm slow đường cứ gọi là tuyệt vời. Muốn ép cái địch ấy, tốt nhất là ép vào rừng, ok chưa? Đặc biệt bọn nó lại còn ép chết rừng nữa thì từ từ bình tĩnh nha, bình tĩnh nha. Ui, phát hiện ra không? Không phát hiện ra đúng không? Thế là mình cứ làm quen tí nhỉ. Không chịu gồng chịu cuối cả, ghê nhỉ? Gồng không? Không chịu gồng lên bảng liếm số bạn ơi. Có thể là nó chưa hồi các bạn ạ. Ngon thật. 3 phút 400 đấy nhá. Đừng bảo ra mình cứ phải núp bụi, mình cứ phải di chuyển để mà farm các bạn. Lâu lâu rảnh rảnh đúng không ạ? Phát hiện ra cái địch là cứ phải núp bụi để mà chơi ăn chắc ngay. Tự dưng lại gặp cái thằng rừng nó yếu ở đoạn đầu game thì mình phải oánh chứ. Đợi nó có đủ đồ là căng đấy các bạn. Chưa kể là mình có dạng trọng đao mình lại không sợ nó kiểu là quạt không chế bằng chiêu cuối. Lại còn được tăng miếng thương nữa chứ. Đây là clip quay khi mà Zena đã được tăng anh em nhá. Được tăng thứ nhất là tăng lượng máu ở thuộc tính này. Và thứ hai là tăng lượng máu tăng được cấp độ này. Cấp độ 15 tối đa đây. Và thứ hai là tăng miếng thương. Ui sướng luôn. Anh em hãy nhớ nhá, hãy chú ý xem là tăng thêm 5% thì liệu có giúp Zena trâu bò hơn nhiều hay không. Chưa biết như nào chứ hiện tại đang xanh các bạn. Mà đang xanh ấy, đứng cắt lính lẹ xong đây là đảo đường đi ganh luôn. Đấy là chất của người đang xanh. Đè anh em ạ, đè đường hết. Anh em coi đi, thằng Etrit nó chuẩn bị đi ui làm gì đấy. Anh Etrit không có bùa xanh bởi mình chén rồi. Bây giờ chắc là chuẩn bị chạy ra bùa đỏ. TNG núp coi ha. Ui cũng ăn rồi à. Tại sao nhiều người đem tinh linh cho Caffini vậy Ad ơi? Ông này đang có thắc mắc là Caffini khi mà đổi dạng đấy anh em, tức là từ dạng đại liên sang dạng đại bác đấy ạ, thì có mất cái lượng tốc độ đánh không? Thì như vậy có cầm cái tinh linh nó có hiệu quả không?
Ok chứ ạ, Tiên Di phải tóm gọn như vậy để nhiều anh em mới hiểu được. Nói chung là chuyển tốc đánh ấy bằng công lý có nghĩa là có tốc đánh bằng không đâu, đúng không? Nên tinh linh bắn nhanh mà. Và đó là phù hiệu công cực kỳ hợp với các vị tướng xạ thủ DPS. Chứ anh em đừng bao giờ nghĩ rằng đang ở dạng đại liên bắn nhanh chuyển sang dạng đại bác lại mất hết tốc đánh. Vô lý, đúng không? Với lại tốc đánh của Cavalry nó chuyển thành lượng công mà, công ở đại liên mà, đúng không? Chứ không phải là nó mất đi đâu đâu. Anh em lại hiểu sai chất tướng của nó rồi. Đọc ký cái nội tại của nó nhá. Ôi, anh Grack kéo thế thì dọa người ta thôi, đúng không? Bắt Elsu được không? Elsu sử dụng chiêu cuối rồi nhá, nhẹ nhàng phết. Ui, anh ơi, anh vuốt chiêu 2 đau thế. ghê đấy. Được. Có vẻ như là anh Elsu vuốt chiêu 2 anh không phải dạng vừa đâu. May mà TNG chuyển dạng sớm nha. Không để anh ấy vuốt thêm một cái nữa thì không biết chừng lại lật kèo trong mương. Thế toang nhờ. Zena đợt này là ra cái bộ skin quá đẹp luôn anh em. Đây là bộ chờ skin nghe nói là ở hai dạng anh em ạ. Khi mình ở hai trạng thái, ở dạng trọng đao hoặc là ở dạng song đao ấy, nó sẽ có hiệu ứng khác nhau. Ui, sướng. S cho em xin các khắc chế Roker đi. Ui, tôi đọc tôi tưởng là khắc chế thằng nào, làm tôi cứ phải đọc từ từ chậm chậm. Thì ra là khắc chế Roker à? Ui, Roker khắc chế đơn giản mà, sốc đam rồi chạy thôi, đúng không? Đơn giản luôn ý. Còn nếu cần nhá, các bạn lên YouTube search là khắc chế Roker. Thực sự thì vị tướng này TNG làm khắc chế tận 6 năm trước cơ, hình như là 5 năm trước anh em ạ. Đơn giản nhá. Thứ nhất ấy, rìa xa an toàn. Thứ hai, sốc đam nhanh, sau đó là chạy lẹ. Ok chưa? Câu chiêu cuối của nó, câu xong chiêu cuối chúng ta mới vào. Chứ đừng có dại mà để thằng Roker nó bật chiêu cuối, sau đó các bạn đứng ở đấy solo kill với nó nhá. Khó chơi lắm. Nó là chùm kiểu dạng là khô máu rồi mà anh em. Càng gần đục lại càng đau. Ui, đổi dạng rồi kìa. Kéo. Ui. Ui anh Grack ơi, anh làm em mừng hụt quá. Anh đừng làm như vậy nhá. Ấy ấy. Bị kéo rồi kìa, bị kéo rồi kìa. Thôi, đường ai nấy đi đi. Nó kê như thế này ai mà chơi được, đúng không? Chịu thôi. Khi mà gặp những cái hoàn cảnh nó gọi là khó và khó ăn ấy, mình có phải lựa thời điểm thời cơ. Ui, đồng đội lên rồi kìa, hay quá. Nhìn anh Pain kìa anh em ơi. Mình sẽ đi vòng để bắt Liliana được không nhỏ. Ui, lại trúng rồi kìa, hay quá anh Slim. Ui, lại hóa giải ạ. À. Ghê ghê nhá. Đồng đội phết đấy. Để cho anh Slim thể hiện đi anh em. Ôi rồi ôi. Thế nào mà lọt thỏm ra cái thằng Elsu ở cái giai đoạn đấy thì cũng chịu rồi các bạn nhỏ. Và đấy là mình cũng di chuyển cẩn thận lắm rồi. Nhưng mà ai dè anh Elsu lại chơi ký thế. Đôi khi mình cứ nghĩ rằng các vị tướng xạ thủ ấy, anh em, khi mà gặp khó như vậy ấy, một là biến về luôn đúng không ạ, hai là tìm cho nó nấp cho nó ký ký. Ai dè anh ấy lại chơi ký càng quá, sút đao mình luôn ạ. Và TNG cảm ơn anh em đã ủng hộ TNG shop.vn nhá. Dạo này view tụt quá anh em ạ. May mà có anh em ủng hộ ạc trên shop đấy. TNG shop.vn đó anh em. Anh em ủng hộ thì yên tâm nhá. Tài khoản, trang phục hay là các nick random các bạn muốn tìm, hay là kể cả các bạn rút con Huy đi, gặp bất kỳ sự cố gì cứ nhắn nhân viên. Yên tâm, nhắn nhân viên sẽ được hoàn trả lại 100% đấy. Mà nhân viên xử lý chậm lại nhắn cho fanpage Trảm Game TNG các bạn nhé. Link shop và link nhân viên hỗ trợ, đồng thời là link fanpage để mà đảm bảo quyền lợi cho anh em. TNG xin để ở phần bình luận có ghim. Nhớ nha, bình luận có ghim, đảm bảo quyền lợi luôn. Ui anh Pain cay đời sao mà lại ăn làm quả mega kill căng vậy. Anh làm thế thì ánh hào quang anh lấy sạch rồi, còn gì cho em nữa. Buồn luôn anh em ơi. Mới cầm reo rank một tí, đúng không ạ? Mới cầm để mà test Zena một chút, farm được khá đồ rồi, chưa kịp thể hiện thì mà ông Pain nó lấy sạch xanh xanh. Ăn sạch rồi các bạn ạ, không còn cái gì cả. Hào quang láo lấy hết rồi, 12-2 kìa. Mình mới 5-1-0 ạ. May quá, may mà vẫn còn kịp có thể review cho anh em một chút trạng thái ở dạng trọng đao anh em ạ. TNG hay gọi là dạng trọng đao, nhưng mà TNG sẽ sửa lại thành là dạng nguyệt đao nhá anh em nhá, để anh em có thể dễ hình dung và tránh nhầm lẫn, đó chính là dạng song đao và dạng nguyệt đao. Ok chưa? Sắp tới ra cái bộ trang phục mới ấy, khi đấy TNG sẽ test và review cho anh em sau. Còn bây giờ là anh em chúng ta là review về sức mạnh của Zena thôi. Đợi thôi anh em. Tầm này là chỉ có đợi anh Grack kéo chúng là TNG câm lặng và sốc đam ngay, quá dễ dàng luôn. Còn mà anh Grack không kéo chúng đi ạ thì không chơi. Đúng không? Không kéo chúng thì đợi ghi thôi. Đấy. Hóa giải mà đã sử dụng hóa giải, chút mà Grack kéo chúng là ăn chắc ngay. Ui hay thế nhở, kéo. Hay quá đồng đội ơi, Pain đâu rồi? Ui anh nhìn anh Pain kìa. Pain này có phải là Pain công tương máu không anh em? Bởi vì bây giờ là Pain ô thức đại hiệp thì nó là lộ rồi anh em ơi. Còn quái gì là bất ngờ đâu. Ui. Anh Edgit vô lực.
anh Etchit bất lực, anh Etchit chuẩn bị lên bảng điểm số với TNG nào. Đấy, chạy sao nổi ạ. Ui ui, ba thằng, từ từ nhá. Mặc dù là có thư cú kiếm nhưng mà ba thằng có vẻ hơi đông so với TNG rồi. Bây giờ đợi nha anh em nhá. Đợi anh Pain, Pain đang lao vào kìa, Pain đang băng xả, Pain đang tấn công, Pain kết hợp với Crack đang kéo được một người. TNG đang tiến lại gần và TNG đang nhắm tới con Lilianna này à. Lilianna dùng kỹ năng chưa? Nó chưa chịu biến ảo hoán hình anh em ơi, nên tôi cũng không biết phải làm sao vào được đây. Hất nè. Gồng. Cái pha vừa rồi là chúng ta có thể gồng sử dụng tốc biến anh em nhá. Nhưng mà căn cảm giác là đủ đam đâu anh em. Gồng kiểu đấy phí đúng không? Tốc biến nó bất ngờ lắm chứ. Biết đâu nhờ cái pha tốc biến này mình có thể tạo ra một pha triple kill, quad kill hoặc là mega kill thì sao? Lúc đấy nó lại thay đổi cái cục diện quá trời luôn. Đồ đạc nó vẫn chắc chắn lắm anh em cứ yên tâm nhá. Vẫn chắc chắn lắm. Vừa được tăng minh thương lại chơi đồ này á. Cái đồ semi này thì gọi là tuyệt vời đấy. Băng xà rồi kia. Etchit nhá. Etchit không chơi được rồi. Etchit đã bị mất đi tất cả những kỹ năng quan trọng. Etchit đi rừng đó anh em. Mà vô hiệu hóa thằng rừng là tuyệt vời rồi. Mà thằng Wonder top các bạn đừng có lo lắng gì quá. Tại vì sao ạ? Lượng tài nguyên nó bình thường nó có bùng nổ được mấy đâu. Giờ là đợi anh Crack thôi. Anh ơi, kéo. Ui hay. Thế là phải end game rồi các bạn ơi. Và đó chẳng gì nè. Anh em test chưa? Hãy để lại feedback dưới video nhé.